Cặp đôi siêu đáng yêu Nam Em Bạch Công Khanh nên duyên từ đâu? Nam Em và Bạch Công Khanh là cặp đôi vô cùng đáng yêu, nhận được sự chú ý trong thời gian qua. Cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật, tình tứ ngay trước mặt khán giả. Với loạt bể tình không thể kể nổi từ khi nên duyên với nhau, cả hai thật sự đã khiến fan đứng tim và mong cặp đôi này có thể về chung một nhà. Hôm nay hãy cùng Thấu Radio chúng mình tìm hiểu xem cặp đôi đáng yêu nhất nhì Vbiz này nên duyên từ đâu nhé. Đầu tiên là sự kết hợp ăn ý của Miss Nam Em với MC nhà đài VTV trong phim Nhà Không Bán được phát sóng vào mùng 1 Tết đầu năm. Chàng ca sĩ, diễn viên, MC tiết lộ bạn diễn của mình khác xa so với hình dung ban đầu. Nam Em là một cô gái dễ thương, hòa đồng, hài hước với tất cả mọi người trong đoạn phim. Cô là người diễn viên nhiều năng lượng nhưng thể chất hơi yếu và dễ bị mệt khi đóng các cảnh cao trào. Dù vậy, Nam Em vẫn luôn nỗ lực làm theo yêu cầu chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường trong các cảnh quay khó, đòi hỏi diễn viên phải có sức khỏe tốt như bị kéo lê trên sàn, nhảy giếng, giằng co, vân vân. Nam Em thú nhận khi nhận vai, cô không biết Bạch Công Khanh là ai nên phải lên mạng tìm hiểu về bạn diễn. Khi chạm mặt ở phim trường, cô từng nghĩ chắc không thể đóng cảnh tình cảm, nhưng sau đó cả hai hợp tác ăn ý như đôi tình nhân từ kiếp trước. Cô nửa đùa nửa thật, cảnh quay với Bạch Công Khanh khó nhất phim Nhà Không Bán bởi vì phải dùng cảm xúc yêu đương. Trong phim, tôi phải đón nhận tình cảm từ người có một đôi mắt long lanh nên gặp khó khăn khi xả vai. Sau quá trình làm việc thì cả hai trở thành bạn bè thân thiết do tìm thấy nhiều điểm chung trong âm nhạc, điện ảnh. Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 quý mến đàn anh vì sự chân thành, tử tế và luôn sống chết với nhân vật. Nam Em tiết lộ vì quá ám ảnh với mối tình đẹp nhưng ngang trái của Huy và Trinh mà không thể thoát vai suốt thời gian quay phim, cô cứ luôn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật. Giải pháp của người đẹp là đặt tâm sự vào âm nhạc và từ đó ca khúc Thẫn Thờ ra đời. Sau đó cô còn rủ luôn Bạch Công Khanh song ca cùng mình. Tiếp đó là sự kết hợp của cả hai trong MV New Year With You của người đẹp gốc Tiền Giang. Có thể nói đây là duyên trời định khi cả hai xuất hiện trong MV vô cùng ăn ý và đẹp đôi. Loạt cảnh tình tứ trong MV đã khiến netizen đứng ngồi không yên bởi sự kết hợp vô cùng là hoàn hảo đến từ cả nhà gái lẫn nhà trai. Có thể thấy Nam Em và Bạch Công Khanh là một cặp đôi hoàn hảo, từ những người chẳng biết gì về nhau trở thành cặp đôi vô cùng là đáng yêu và nhận được nhiều sự ủng hộ của fan và khán giả cả trong sự nghiệp ca hát lẫn cuộc sống. Bạn có quan điểm gì khác hoặc ý kiến gì thú vị về sự đáng yêu trong những khoảnh khắc tình yêu đầu tiên của Nam Em và Bạch Công Khanh? Hãy chia sẻ cùng Thấu Radio để mọi người cùng biết nhé!